về cái phương tiện mà mình có mà mình muốn có đó. Thì thiệt ra chút xíu nữa mình vậy nha, chút xíu nữa mình sẽ trình bày demo cái app mới này. Nhưng mà cái mà mình suy nghĩ đó, thì ra cái này nó không có mới mà chị, mình suy nghĩ cũng khá lâu, cũng cả mấy năm mới vậy. Thì cái dream của mình là làm sao mình tin rằng network marketing nó phải đơn giản. Nếu mấy anh chị đã từng mở franchise, mấy anh chị đã từng mở nhà hàng, hay là mấy anh chị đã từng mua những cái franchise như là Subway, hay là ở bên Mỹ thì có nhiều hình thức franchise, hay là mấy anh chị kinh doanh độc lập mở một cái cửa hàng nhỏ thôi, thì mình xin hỏi mấy anh chị giữa những cái hình thức kinh doanh đó và kinh doanh network marketing cái nào khó hơn? Mình nghĩ chắc chắn là những cái hình thức kinh doanh truyền thống nó khó hơn rất nhiều, vì mình phải bỏ vốn bỏ liếng đủ mọi chuyện như vậy, rất nhiều cái stress. Nhưng mà tại sao network marketing vào và ít người làm được mình, và thậm chí ít người làm được ở đây không phải là người ta cái này nó khó mà vậy, nhưng mà tại vì mình đầu hàng quá sớm và đồng thời mình làm cho nó phức tạp. Thành ra so với tất cả những hình thức kinh doanh ấy, ngay cả chính bản thân mình cũng đã từng làm network marketing với một vài công ty về vấn đề tài chính, nó khó gấp ngàn lần đấy anh chị. Mình không nói gấp chục lần, gấp trăm lần đấy anh chị nha, khó gấp ngàn lần đấy anh chị. Nhưng mà vẫn có nhiều người làm được một cách rất thành công. Và do đó lý do tại sao khi mà mình thấy cơ hội với NuSin anh chị, mình thấy là cái này nó quá đơn giản. Thành ra ở một cái góc độ nào đó mấy anh chị nhìn vào cái kinh doanh đó, thì mấy anh chị nghĩ là nó khó anh chị. Và đặc biệt anh chị, mình đang sống ở thế kỷ 21, khi mà technology, khi mà cái công nghệ nó giúp cho cái đời sống của mình dễ dàng hẳn rồi. Và để mình brief sơ cho một số mấy anh chị là executive hôm nay mấy anh chị nhé, mình muốn inject trong cái suy nghĩ của mấy anh chị đó một vài cái ý tưởng đó, để cho mấy anh chị thấy là có thể mấy anh chị, có thể mình dùng cái chữ có thể trong cái vòng khiêm tốn, là mình sẽ và mình phải làm một cái cuộc cách mạng để thay đổi cái network marketing, chứ còn không ấy, nó quá phức tạp. Là tại vì cái công dụng của những cái công nghệ, cái ứng dụng của những cái công nghệ nó trong thời gian sắp tới này, cũng giống như mấy anh chị thấy là mình đang sắp launch ở bên Mỹ đó, là còn có mấy ngày nữa thôi mình sẽ launch cái ASOC Me. Cái Me nó là cái gì mấy anh chị hả? Me nó là một cái cuộc cách mạng ở trong cái kỹ nghệ về 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 dưỡng da, về skin care. Cái chuyện đó hầu như mọi người đều đồng ý và đều biết mà gì. Nhưng mà đối với mình mà gì nữa, cái mà nó làm một cái cuộc cách mạng không phải là cái máy mà gì, nhưng mà cái ý tưởng và nó tới từ cái app mà gì. Không biết mấy anh chị nghĩ sao, chứ còn mình nghĩ là mình nhớ rất rõ mà chị, cách đây 2 năm khi mà một người bạn install cái app của Uber nằm ở trong cái phone mình, và kể từ đó tới nay mình dùng Uber, mình không dùng taxi. Nhất là khi mình về Việt Nam. Cái app nó là cái gì mấy anh chị? Tại vì qua cái app đó nó giúp cho mình quyết định mấy anh chị. Chỉ cần anh bạn anh install một cái app Uber, mình nhìn vào cái app và mình quyết định là mình sẽ dùng cái dịch vụ đó vì nó quá tiện lợi mấy anh chị. Thành ra cũng tương tự với cái ASOC Me mấy anh chị nha. Khi mà đưa cái app đó vào cho download xuống cái phone cho người bạn của mình và nói người ta trả lời 20 câu hỏi đó mấy anh chị, thì mình bảo đảm với mấy anh chị là hết 99% mấy anh chị là người ta sẽ thấy, mình không nói người ta quyết định người ta mua mấy anh chị nha. Nhưng mà khi người ta trả lời 20 câu đó, người ta tự tìm ra câu trả lời là à, cái máy này nó quá độc đáo và nó cho mình, nó cho mi, nó cho mình mấy anh chị ha. Thay vì mình phải nói, mình phải thuyết trình, mình phải khệ nệ mang cái máy tới mở ra cho người ta qua cái cách switch, người ta sẽ không thấy được mấy anh chị. Người ta chỉ thấy khi người ta tự trả lời mấy anh chị nha, mình không trả lời giùm cho người ta mấy anh chị, tự trả lời 20 câu hỏi đó, để rồi sau đó người ta nghĩ ngay à, mình qua những cái vết nhăn, vết chân chim rồi lỗ chân lông rồi những cái đốm đốm trên mặt rồi đủ mọi thứ, và người ta thấy ngay à, cái này nó cho mình mấy anh chị, và người ta thấy được cái công dụng của nó. Người ta quyết định hay không quyết định đó, cái chuyện đó là mình không bàn mấy anh chị, vì mình tin là người ta sẽ quyết định. Nhưng mà cái vấn đề mấy anh chị nè, mình giúp cho người tiêu dùng, mình dùng cái chữ end user mấy anh chị nha, end user tức là cái người mà mình đang tiếp cận đó mấy anh chị, người ta make decision, người ta tự tìm lấy, người ta tự trả lời và tự tìm lấy và tự quyết định lấy mấy anh chị. Thành ra từ cái ý tưởng đó đó Khánh, anh mới nghĩ là trong cái quy trình tự động của mình đó mấy anh chị, dĩ nhiên là bây giờ mình vẫn làm 2 chuyện đều đặn mỗi ngày mấy anh chị, mình sẽ nhắc lại đó là
cái điểm rốt ráo trong mọi hoạt động của kinh doanh là tìm khách và giữ khách. Tìm khách thì mình làm 1, 2, 3 mỗi ngày. 1, 2, 3 là gì mấy anh chị? Dùng sản phẩm thật nhiều. Cá nhân mỗi người dùng sản phẩm và cảm nhận cái sự khác biệt mấy anh chị. Cái thứ hai, chia sẻ với người khác. Ít nhất mỗi người mỗi ngày 5 người. Gửi email, nói chuyện, chia sẻ, làm demo. Mấy anh chị làm one on one hay làm như thế nào đó. Nhưng mà mình phải chia sẻ với nhiều người khác mỗi ngày. Trực tiếp hay gián tiếp mấy anh chị. Và cái thứ ba, tham dự cái conference call. Và giữ khách như thế nào mấy anh chị? Chăm sóc 20 gia đình, chăm sóc tận tâm một số gia đình. Mình nói con số 20 chỉ là tượng trưng mấy anh chị nha. Là tại vì cái quan trọng là mấy anh chị phải có tối thiểu đó là 3.000 điểm nằm sẵn ADR đều đặn mỗi tháng mấy anh chị. Mình sẽ không ăn không ngủ cho tới khi mấy anh chị có 3.000 đều đặn mỗi tháng. Và đó là qua cái việc mình chăm sóc tận tâm khách hàng mấy anh chị. Thành ra cái việc đó là việc mình làm. Mấy anh chị nhớ cái quy trình tự động của mình mấy anh chị ha. Tìm hiểu khách hàng. Khi đi ra ngoài mình làm gì mấy anh chị ha? Tìm hiểu nhu cầu. Thứ hai mấy anh chị, gửi đúng cái video, gửi đúng cái thông tin cho đúng cái nhu cầu người ta tìm anh chị. Và cái thứ ba đó, là nếu người ta có câu hỏi kêu vào 30 phút hỏi đó. Đó là những cái việc căn bản, đơn giản. Nếu mấy anh chị không đạt được kết quả thì mình xin hỏi mấy anh chị có làm những cái việc như vậy đều đặn hay không mấy anh chị ha. Và nếu mấy anh chị làm việc đều đặn như vậy mấy anh chị thì không thể nào không có kết quả được. Mình có thể nói, mình không thích dùng cái chữ bảo đảm đó, nhưng mà được, mình nói bảo đảm đó thì nó hơi có cái tính cách mình không biết dùng cái chữ gì cho nó chính xác, nhưng mà mấy anh chị hiểu mình muốn nói gì mấy anh chị. Nhưng mà ở đây mấy anh chị nè, làm sao để mình biết được cái nhu cầu người ta mấy anh chị. Thành ra mình tin rằng mấy anh chị ha, bây giờ Khánh, mình sẽ có một cái app, mình sẽ có một cái ứng dụng mấy anh chị. Mấy anh chị nghe nha, và mình muốn mấy anh chị đóng góp. Cái app đó mấy anh chị, nó sẽ có khoảng chừng 20 câu hỏi. Để khi mấy anh chị tưởng tượng nha, mấy anh chị gửi cho người bạn của mình ở Canada này, hay là ở Singapore nha. Thì khi mà người bạn của mình download cái app xuống mấy anh chị, mình nói về cái app, đặt một cái tên gì đó cho nó kêu, cho nó attractive, cho nó thu hút mấy anh chị. Và khi người ta qua cái app đó, người ta trả lời 20 câu hỏi. Thì khi mà người ta trả lời 20 câu hỏi mấy anh chị, mình biết ngay nhu cầu người ta là cái gì. Có thể là về tăng thu nhập, có thể là muốn thay đổi cái cuộc sống, muốn hoàn thiện bản thân, muốn có một cái đời sống sung túc hơn, muốn tự làm chủ cho mình, muốn có một nguồn thu nhập thụ động. Và cái thứ hai, có thể mấy chị ha, có thể có nhu cầu về skin care, có thể có nhu cầu về weight loss hay là cái vóc dáng, hay là có nhu cầu về vấn đề dinh dưỡng, sức khỏe. Thì khi mà người ta trả lời 20 câu hỏi đó, mình tìm ra được cái nhu cầu người ta là cái gì, và có sẵn cái bài thuyết trình nó nằm ngay ở đó mấy chị. Và mình có luôn mấy câu hỏi thường gặp nó nằm ngay đó. Cái ý của mình là gì mấy anh chị? Tại sao mình không tập trung vào để giúp cái người bạn của mình quyết định mấy anh chị? Vì mình sẽ không tốn nhiều công train, huấn luyện cái người nhà phân phối. Cả cái network marketing trong suốt 70 năm nay dồn hết sức để huấn luyện nhà phân phối mấy anh chị. Để nhà phân phối có thể trở thành một người chuyên nghiệp thì mình có thể nói với mấy anh chị, đó là một cái chuyện quá khó mấy anh chị. Không phải là không làm được, nhưng mà nó mất 5 năm, nó mất 10 năm. Và đó là lý do tại sao mấy anh chị ha, có khá nhiều người bỏ cuộc mấy anh chị. Vì người ta không có đủ khả năng để có thể nói, để có thể truyền đạt, để có thể có cái gọi là cái leadership được. Là tại vì nó không đơn giản mấy anh chị, nó không đơn giản. Và đó là lý do tại sao mình nghĩ là tại sao không bypass cái nhà phân phối mấy anh chị nha. Để đưa cái thông tin cho tới tay người tiêu dùng, người end user mấy chị. Và chính người đó khi người ta xem cái app, người ta có đầy đủ thông tin để người ta quyết định. Cũng giống như mình nói, Uber không bao giờ thuyết phục mình mấy chị. Công ty Uber không bao giờ gửi người tới nói chuyện với mình. Nhưng mà tại vì mình download cái app, mình quyết định là mình sẽ dùng Uber. Mấy chị ha. Cũng giống như cái AsopMe mấy chị. Nếu người ta download cái AsopMe, người ta quyết định, cái đó là cái việc mà nếu mình làm tốt mấy anh chị, nó phải tới cái tình trạng như vậy. Chứ không thể nào cầm cái máy tới rồi thuyết trình nữa. Tại vì sao mấy anh chị? Làm sao khử cái yếu tố nhà phân phối ở giữa để mọi người, mọi lứa tuổi, mọi thành phần trong xã hội đều có thể làm được. Thì cuối cùng là gì mấy anh chị? Cuối cùng vẫn là người tiêu dùng người ta quyết định mà. Tại sao đưa một cái con người là nhà phân phối để huấn luyện nhà phân phối thuyết phục mấy anh chị? Vì mình nghĩ cái đó quá khó mấy anh chị. Và đó là lý do tại sao network marketing nó vẫn còn mang nhiều thành kiến. Thành kiến ở đâu ra mấy chị? Là tại vì nhà phân phối. Mọi thành kiến, mọi lỗi lầm,
mọi tội lỗi nó xảy ra là tại vì nhà phân phối anh chị. Tại sao không khử cái yếu tố đó? Khử ở đây anh chị nè, không phải là khử cái yếu tố con người, mình vẫn là con người. Mình nói cái principle, cái nguyên tắc của network marketing nó không thay đổi anh chị nha. Mình chỉ muốn thay đổi cái cách làm anh chị. Cái cách làm để ví dụ như chị Nga hay là vũ đoàn nào đó ngồi ở Việt Nam vẫn có thể nói chuyện với người bạn ở Nga qua cái niềm tin của bạn bè anh chị, qua cái trust của bạn bè với nhau đó. Người bạn tin vũ đoàn download cái app xuống này và rồi trả lời những câu hỏi để rồi sau đó người bạn của mình tự quyết định lại. Mình tin rằng Deloitte đang làm cái việc đó cho Nokia. Nhưng mà mình không không chờ được mà gì, mình nghĩ là cái app đó nó không có. Khánh thành ra mình có anh Khánh bữa hôm nay, anh Khánh là phụ trách cho cái Nu Việt Academy, là một người mà behind the scene mà gì ha. Một người mà đằng sau sân khấu hậu trường lo tất cả những cái gì cho Nu Việt trong suốt bao nhiêu năm nay mà chị chút xíu nữa thì mình sẽ nhờ anh Khánh trình bày demo về cái app đó. Nhưng mà mình muốn bắt đầu cái chương trình ngày hôm nay đó về cái một cái tầm nhìn về một cái tool, về một cái công cụ để nó giúp cho cái việc của mình nó nhẹ nhàng hẳn. Mình nghĩ là nhà phân phối chỉ có một việc thôi, anh quyết định anh tham gia để rồi sau đó anh dùng sản phẩm anh chia sẻ với người khác và anh đi làm tương tự như vậy. Mình không thể nào expect, mình không thể nào kỳ vọng là người đó phải luyện, phải giỏi nên gì ha, phải giỏi, phải xuất sắc, phải có cái mindset rồi phải có cái này thì mới thành công được mà chị. Mình nghĩ là cái đó là nó huấn luyện để trở thành thủ tướng hay là trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Chứ còn nếu mà làm network marketing một cách nhẹ nhàng, phân phối sản phẩm của Nu Skin thì đâu có cần phải huấn luyện dữ vậy mấy anh chị. Mình thấy hình như có một số mấy anh chị huấn luyện 5-7 năm nay. 5-7 năm mấy anh chị. Và mấy anh chị hình như vẫn còn đi huấn luyện, vẫn còn học, vẫn còn lên núi. Để làm một cái chuyện đơn giản là bà con bạn bè mình dùng sản phẩm, mà cho tới giờ này có những người lên núi 7 năm rồi bạn bè bà con trong gia đình vẫn không dùng sản phẩm. Mình thấy vô lý quá mấy anh chị. Tại sao không? Tại sao cái chuyện đơn giản vậy mới mới dễ mà mình phải lên núi mình học không biết bao nhiêu năm, đặc biệt là mấy anh chị lên núi ở Utah. Thì thấy là nhiều cái anh ngồi anh thức dậy nửa đêm anh bực mình, anh khó chịu. Anh ray rất là tại vì cái chuyện đơn giản như vậy mà tại sao là phải huấn luyện tới huấn luyện lui? Tại sao không giúp thông tin cho cái người tiêu dùng anh chị? Tại sao mình không đưa cho ông em của mình, anh rể của mình cái thông tin gì đó để ông tự quyết định, đưa một cái app, ông tự trả lời 20 câu hỏi, là tại vì sao ông đang deal với công ty chứ ông không đang deal với thằng em rể mình. Ông đang deal với một cái công ty tầm cỡ, một cái công public trade company mình. Ông đang deal với cả một cái technology, cả một cái công nghệ có 75 nhà khoa học gia trong. Chứ còn không, ông không deal với lại cái con người đang đứng trước mặt của mình mà vậy, là cái thằng em, thằng này nó mới xin tiền, nó mượn tiền mình năm trước. Thằng đó mình không tin mấy gì. Và đó là lý do tại sao đó mình đang suy nghĩ về cái app đó. Thằng đó hôm nay mấy gì ha, mình cũng rất vui đó là cái app cuối cùng mình cũng hứa với mấy anh chị là đúng ra là nó xong tháng trước, nhưng mà mình gặp trục trặc về cái Apple Store, cái process, quy trình đăng ký của Apple đó, là nó hơi lâu. Lý do mà mình có cái app về cái chăm sóc khách hàng là gì? Vì mình tin rằng đây là cái mấu chốt. Cái mấu chốt đó là làm sao để mà mấy anh chị có thể maintain, giữ được 3.000 mấy anh chị. Mình có thể nói với mấy anh chị lý do tại sao mình gia nhập Nu Skin là tại vì cái chữ ADR. Lý do tại sao chị Hà, lý do tại sao phần lớn mấy anh chị em mình nhìn về tương lai, mình thấy mấy anh chị, mình thấy là những cái sản phẩm nhỏ như vậy, 5-7 đồng, tiền hoa hồng có thể 1-2 đô mấy vậy. Nhưng mà nó giúp cho mình có được sự tự do, nó giúp cho mình có một cái nguồn thu nhập đòn bẩy, một cái nguồn thu nhập chất lượng. Là tại vì nó có cái ADR mấy vậy, là tại vì chăng khi người ta dùng hàng tháng. Và đó là lý do tại sao mấy vậy ha. Mình không thích những cái business mà nó transactional mấy vậy. Ví dụ như một số mấy anh chị gần đây nghe nó bán Kangen hay là bán xe hay là làm mortgage hay là làm real estate, nó là one shot mấy anh chị. Đương nhiên thì sau đó mấy anh chị đi tuyển dụng người khác thì người ta cũng có thể bán một cái máy gì đó thì mấy anh chị cũng được một số tiền, nhưng mà nó vẫn là transactional mấy anh chị. Một trong những lý do chính, một cái độc đáo nhất của Nu Skin đó là cái nguồn thu nhập thụ động thật sự. Mình nói là hiện nay đó thì mình không được phép dùng cái chữ nguồn thu nhập thụ động, nhưng mà mình cứ nhắc mấy anh chị, mình cứ nói bữa nay mấy anh chị nhé, là cái nguồn thu nhập thụ động thật sự mấy anh chị, true, the true residual income nó nằm ở chỗ cái ADR.
Và ADR là gì mấy anh chị? Người ta phải dùng hàng tháng. Nếu muốn người ta dùng hàng tháng mấy anh chị, mình phải chăm sóc. Bảo đảm với một số mấy anh chị, nếu mà mình hỏi câu này, mấy anh chị có bao nhiêu khách hàng? Nghĩa là một số mấy anh chị không nói được câu này. Mấy anh chị nêu thử một người ra thì mình hỏi là mấy anh chị biết người đó dùng sản phẩm gì không? Thường thì mấy anh chị không biết. Ủa người ta mua gì, mua sao em biết được? Hoặc là người ta mua vào ngày mấy? Một số anh em mình nô luôn anh chị, không biết. Và đó là lý do tại sao mấy anh chị ha, mấy anh chị đi tìm khách hàng thường xuyên. Nói gì thì nói mấy anh chị. Một số anh em mình vẫn đi tìm khách hàng thường xuyên mỗi ngày. Vẫn thức dậy nửa đêm mộng du đi tìm khách hàng trong bóng tối. Là tại vì đi tìm khách hàng nó trở thành cái nỗi ám ảnh của một số mấy anh chị. Mình nói cho vui nhưng mà mình biết chắc một số mấy anh chị bị ám ảnh. Có người sợ ma, sợ cọp, sợ đủ thứ. Hình như có người sợ 3.000. Thành ra đó là lý do tại sao mấy anh chị ha. Mình nghĩ là cái vấn đề chăm sóc khách hàng mình cần phải trở lại cái basic nhất mấy anh chị. Mình có thể nói với mấy anh chị, nếu anh chị tập trung vào cái vấn đề là 3.000, nếu mà anh chị tập trung vào vấn đề chăm sóc tận tâm một số gia đình mấy anh chị, và đó là cái mô hình của mình. Nếu mấy anh chị đi ra ngoài ai hỏi anh làm gì thì mấy anh chị phải rất tự hào mà nói nè, tôi đại diện cho một công ty tầm cỡ của Mỹ có những cái sản phẩm rất độc đáo. Bây giờ cái nhiệm vụ của tôi đó, của em đó, là dùng sản phẩm và chăm sóc một số gia đình quen để người ta có được cái sức khỏe, và việc của em là bảo vệ những cái người bạn của mình để người ta có thể dùng những cái sản phẩm để nó mang lại cái sức khỏe, nó mang lại cái sự tươi trẻ. Chỉ một số gia đình thôi em chăm sóc rất tận tâm, mỗi ngày em bỏ khoảng chừng tiếng đồng hồ để em chăm sóc này. Và đó là cái việc của em làm. Và hiện nay em đang đi tìm những người nhà phân phối để có thể làm giống như em vậy ở khắp mọi nơi trên thế giới. Và với cái công nghệ hiện nay em có thể làm ở nhà một cách nhẹ nhàng. Người bạn của mấy anh chị sẽ thấy ngay cái mô hình mình là cái gì mấy anh chị. Chứ còn lâu nay đó, cứ nói là vào New Skin đi mời người rồi đi dự sự kiện. Người ta cũng chẳng biết là đi dự sự kiện làm sao ra tiền mấy anh chị. Và đùng một cái nữa mấy anh chị đưa ra cái hình ảnh là làm Blue Diamond, làm 50 ngàn tháng bằng cách là cứ đi mời người. Thì người ta nói ngay mấy anh chị ha, đây là scam, đây là lừa gạt, đây là đủ mọi hình thức. Thì người ta không tưởng tượng được mấy anh chị cái tiền hoa hồng của mình ở đâu ra mà cứ đi mời người với đi sự kiện thì tiền ở đâu ra. Thành ra cái mô hình nó rất rõ mấy anh chị ha, mỗi người chăm sóc một số gia đình khoảng chừng 3.000 điểm. Để rồi sau đó mình nhân rộng cái mô hình của mình khắp mọi nơi trên thế giới mấy anh chị, mọi nơi trên thế giới đều 3.000 điểm. Thành ra đó là cái mô hình rất rõ nè. Thành ra mình không có confuse, mình không có lẫn lộn giữa những cái việc mà mình làm mấy anh chị ha. Và một số mấy anh em mình quá mơ hồ trong cái việc mình làm. Thành ra mấy anh chị, mình đề nghị với mấy anh chị trở lại cái basic nhất. Nó không chậm lắm mấy anh chị nha. Có người nói anh Điên, có người nói mình một cái câu, anh Điên em thấy hình như là mình đang đi chậm. Mình hỏi là tại sao chậm? Là tại vì mình phải chăm sóc từng người khách hàng mấy anh chị. Mình có thể nói mấy anh chị, muốn nhanh á, thì mấy anh chị phải chậm. Là tại vì chính cái mà mình nghĩ là mình chậm đó mấy anh chị, đó là cái căn bản nhất mấy anh chị. Cái căn bản nha. Để rồi sau đó mấy anh chị nhân rộng lên. Mình không mong là một số mấy anh chị mua một chiếc xe thiệt nhanh mấy anh chị ha. Và mấy anh chị nhảy lên xe phóng cái ào mà anh chị không biết mình lái đi đâu mấy anh chị. Và mấy anh chị đi lạc rất nhanh. Mấy anh chị đi lạc rất nhanh. Hiện nay mình thấy một số mấy anh chị đi lạc rất nhanh. Mấy anh chị ngừng lại giữa rừng và mấy anh chị băn khoăn không biết mình đang ở đâu vì mấy anh chị đi lạc quá xa mấy anh chị. Mấy anh chị đi lạc quá xa. Thành ra ngay từ đầu cái vấn đề là cái direction, cái vấn đề là cái việc mình làm đúng mấy anh chị. Cái đúng đó nó mới đi nhanh. Chứ không phải là mình đi nhanh rồi nó mới đúng mấy anh chị. Thành ra đó là cái việc mà một số mấy anh chị mình nên quan tâm vào cái việc chăm sóc tận tâm 20 gia đình. Và hôm nay mấy anh chị, nó cái công cụ để có thể nó giúp cho mấy anh chị nhắc cái ngày sinh, nó nhắc những cái việc khác mấy anh chị. Dĩ nhiên cái công cụ này đó, nó không có gì lạ mấy anh chị. Nó là tóm tắt trong cái chữ CRM đó. Mình gọi là cái new việc CRM, tức là Customer Relationship Management. Cái CRM nó là nó xưa lắm rồi mấy anh chị. Nó cũ lắm. Nó là một cái khái niệm mình manage, mình quản lý những cái quan hệ, những cái mối quan hệ với khách hàng của mình. Customer Relationship Management mấy anh chị ha. Nó là CRM, nó là một cái rất cũ. Nhưng mà sao mấy anh chị? Nhưng mà nhờ cái công cụ đó để mà mình keep track ai là người sắp tới cái kỳ mà người ta ship cái hàng ADR ra,
khách hàng của mình dùng cái gì, sinh nhật của người ta ngày mấy, mấy anh chị có thể lọc, mấy anh chị có thể, và sau này mấy anh chị mình sẽ hướng dẫn, anh Khánh sẽ hướng dẫn cho mấy anh chị có thể nói là download tất cả những cái người friends ở trong cái trang Facebook của mấy anh chị để mình có thể mình manage luôn mấy anh chị, ai là bạn quen, ai là bạn quen sơ, ai là bạn quen thân, ai là prospect mấy anh chị, để mỗi lần mấy anh chị mình gửi tin ra mấy anh chị làm live ở trong Facebook mà gì á, mấy anh chị target đúng cái đối tượng đó mấy anh chị, để mà mình có thể mình manage những cái bạn mình ở trong Facebook, thay vì bây giờ nó là 3.000 4.000 nó hỗn loạn ở trong, nó đủ mọi người mấy anh chị, mình cần phải manage mấy anh chị, mình cần phải, mình phần cần phải control cái đó, mình cần phải phải biến cái đó nó thành một cái gì đó nó cho cái business của mình chị. Thành ra mình xin mời anh Khánh để coi cái này. Khánh 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 unmute rồi, ok anh chị mình một cái list ở đây, ok ok anh đổi Khánh qua presenter Khánh nha. Nhà Khánh có thể control cái màn hình rồi sau đó đó anh Khánh bấm vào cái chỗ show Đây, đây, đây. Show my my screen screen. Anh thấy màn hình em không? anh chưa thấy cái màn hình này, có thể nó đi sau cái hình, nó đi sau cái tiếng một chút xíu mà vậy à. Anh thấy cái plan cái này plan Đúng rồi, em đang à, để plan mà. rồi 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 Ok, anh thấy cái rồi rồi simulator của mình. đấy đấy đấy, cái nó lớn lớn một chút xíu Dạ, em chỉnh lại mic. anh nghe rõ đó, nhưng mà nếu được thì Khánh nói lớn này chút xíu. Rồi, ok. Hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ lược về cái phần mềm NuVCRM. Bởi vì nếu mà demo hướng dẫn chi tiết ở trên này thì thứ nhất là có thể sẽ không đủ thời gian. Và thứ hai thì là cái tốc độ truyền nó sẽ tương đối chậm, nên là các anh chị nhiều khi sẽ nghe tiếng nói trước rồi mới thấy hình chuyển động. Nên là mình sẽ chỉ giới thiệu sơ thôi. Còn lại toàn bộ cái phần chi tiết hướng dẫn cụ thể như thế nào thì ở trên YouTube, kênh YouTube của kinh doanh NuSkin đã có cái một playlist gồm 7 cái video hướng dẫn chi tiết cụ thể 7 phần trong cái phần mềm NuVCRM rồi. Thì ngay sau cái buổi webinar này thì mình sẽ gửi cái link của cái playlist video đó ra. Anh Điên có thể gửi public ra ngoài rồi các anh chị sẽ theo dõi xem chi tiết ở trên 7 cái video đó. Đầu tiên ha. Cái CRM này thì yêu cầu các anh chị cần phải có một cái account. Cái account này thì một số các anh chị đã đăng ký theo cái form anh Dean đưa ra, thì tới chiều tới tới khoảng tối lúc tối vừa rồi mình check và mình gửi user với password ra đó, thì có khoảng 120, hơn 120 anh chị. Nhưng mà có vẫn có rất ít các anh chị đã check mail, nên là mình nhắc lại luôn là các anh chị check mail. Check mail kể cả thư mục spam lẫn bulk mail để lấy cái password thôi. Còn cái user thì đó là cái email mà các anh chị đăng ký rồi. Thì sau khi có cái user password đó thì các anh chị sẽ lên, nếu mà iPhone thì các anh chị lên App Store, còn Android thì các anh chị lên Play Store. Mình demo luôn cách cài đặt, các anh chị có thể hình dung ha. Đầu tiên các anh chị vào cái Play Store. Ok. Anh nên thấy chưa anh nhỉ? Đây 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 anh thấy. Dạ, rồi. Các anh chị vào Play Store thì sau đó các anh chị bấm vào cái phần search để mình tìm kiếm cái phần mềm. Thì các anh chị gõ vào cái chữ là NuCRM, CRM. Sau đó mình nhấn tìm. Rồi, thì ngay lập tức là phần mềm mình hiện ra thôi. Sau đó các anh chị bấm vào để download tải về. Mình đánh Phần cái chữ mềm nu gì thì không? rất là nhẹ. Cái nơi mình đánh cái chữ Nu Việt không, nó có ra không? Trong in case nhiều người không nhớ. À, em chưa thử, có thể ra, nhưng mà nhiều khi cái nu Việt nó lại hiểu nhầm là nữ Việt đó, em biết ngay mà, Nữ Việt. nên là nữ Việt nó hiểu nhầm. Nếu mình gõ nu Việt thì phải gõ có dấu, nhưng mà nếu mà gõ có dấu thì lại chậm hơn là gõ cái nu Việt không dấu và CRM. À, Mấy chị. nên là tốt nhất mọi người cứ gõ hẳn đầy đủ luôn là chữ nu Việt CRM không có dấu. Rồi sau khi cài đặt cái phần mềm này rất là nhẹ, nên là cài chỉ khoảng 30 giây là thể xong rồi. Các anh chị cài đặt xong thì mình open, mình đăng nhập.
Tới đây thì các anh chị phải có email và cái password. Thì như hồi nãy mình nói là các anh chị check mail để lấy cái user, cái email và cái password, chủ yếu là do cái password thôi. Mình sẽ demo bằng cách là mình sử dụng cái tài khoản demo của hệ thống ha. Các chị nên xài tài khoản của mình nhé, chứ còn xài tài khoản này thì thông tin nó sẽ không giống đâu. Lưu ý các anh chị khi mà đăng nhập á, mình nhập đầy đủ email, tức là cả phần trước lẫn phần sau cái chữ amoc là có cái gì đó .com. Nhiều khi rút kinh nghiệm từ cái phần mềm on the go ngày xưa đó, thì nhiều anh chị đăng nhập bằng cách là không không nhập cái phần phía sau cái đuôi amoc, nên là sẽ không thể nào vào được. Rồi sau khi xong thì các anh chị login. Rồi đây là cái màn hình. Sau khi login vào thì là chức năng chính của cái NuViet CRM là cái task, tức là những cái công việc mà các anh chị sẽ nhập vào trong này và set cái thời gian cho cái công việc đó để follow của khách hàng. Ví dụ như là ở đây các anh chị có thể thấy là một số cái công việc mà mình nhập test ở đây, thì sinh nhật LinkedIn chẳng hạn, thì sẽ là có một cái dòng nhỏ bên dưới là thời gian lúc nào, ngày 12 tháng 11, và có một cái thời điểm tương đối là đúng chính xác là 2:35 PM, thì sẽ cái ứng dụng này sẽ pop up lên một cái, nó giống như là cái alarm báo thức của các anh chị á, nó vừa rung và nó vừa có chuông thì nhắc các anh chị là thực hiện cái việc này. Ví dụ như là khi đó vào lúc 2:35 ngày 12 tháng 11 thì nó sẽ nhắc các anh chị là sinh nhật LinkedIn. Như vậy thì các anh chị có thể là đi mua quà, có thể gọi điện thoại chúc mừng, gửi message Facebook vân vân, thì mình sẽ có những cái hành động nó tùy theo cái task mà nó nhắc cho anh chị. Mình sẽ giới thiệu sơ trước, còn cụ thể cái việc mà nhập task rồi set các thời gian thì các anh chị xem video ở trên YouTube thì nó sẽ kỹ hơn ha. Để xem cái các chức năng thì các anh chị bấm slide qua thôi, hoặc là các anh chị bấm để qua hoặc là bấm cái ba cái gạch ở phía trên nha các dạ bạn. đúng rồi, có hai cách, một là slide qua thì thường mọi người sẽ dễ, còn không thì các anh chị nếu chưa quen thì có thể bấm vào cái ba gạch ở phía trên đó. Cái chỗ mà hình của ông Elon Musk thì các anh chị thấy có ba cái gạch màu trắng đó, thì các anh chị bấm vào thì nó sẽ hiện ra cái menu. Menu đây là các tính năng chính của cái NuViet CRM. Thì đầu tiên là cái task này như mình nói. Cái thứ hai là customer. Customer là cái phần mà các anh chị sẽ quản lý thông tin khách hàng, gồm có thông tin cá nhân, lịch sử mua hàng. Mình sẽ bấm vào để các anh chị xem. Đây là mình có một cái dữ liệu demo sẵn đây. Rồi. Đây là phần thông tin cá nhân của khách hàng. Các anh chị sẽ nhập vào, gồm có họ tên, nickname. Nếu các anh chị muốn, thường họ gọi họ bằng một cái tên khác thì có thể nhập vào, còn không thì cứ dùng tên full name của họ cũng được. Số phone, day of birth, tức là sinh nhật, email, tên của Facebook, và có một cái phần nút. Cho anh thêm cái này, tức là mấy anh chị có thể chụp cái hình, lấy cái hình cũ, dạ. Nickname đây đó, ví dụ như mấy anh chị để là chị Tư hay là cô Nga, dạ đúng rồi, ra một cái để tên gọi cho nó dễ đó, gọi cho nó thân mật đó mà. Ở cái phần chỗ cái hình hình tròn của ông Elon Musk này thì các anh chị có thể chụp cái hình của khách hàng. Mình ví dụ ha, mình bấm vào cái hình đó thì nó sẽ hiện ra các option cho các anh chị chọn. Ví dụ như take photo và choose, chọn một cái hình còn đã có sẵn. Thì các anh chị có thể chụp hình, nếu mà đang gặp mặt nhau thì các anh chị có thể chụp hình khách hàng lại. Còn nếu mà các anh chị đã về nhà rồi thì mình sẽ chọn cái hình ở trong cái thư viện. Đây là phần mềm nó sẽ yêu cầu các anh chị cấp cái quyền để truy cập vào cái thư viện. Các anh chị nhấn OK ha. Mình xin thêm cái này chút xíu này, tức là mình cũng có nói chuyện với anh Khánh để cuối cùng mình chọn cái việc mà dùng bằng tiếng Anh đó. Tại vì một số mấy anh chị ở Việt Nam thì có thể một số mấy anh chị không không hiểu tiếng Anh đó, nhưng mà mình cũng nên học anh chị, là tại vì đây là những cái từ ví dụ như name hay là telephone hay là gì đó đó. Thì mình nên dùng cái tiếng Anh cho nó chuẩn mấy chị, tại vì mấy chị nên nhớ là cái phần mềm này nó cho cả mọi nơi trên thế giới, thành ra nên lấy cái chuẩn nó là tiếng Anh. Ok Khánh. Dạ đúng vậy, những cái từ trong này thì không quá khó, mình nghĩ là cũng không quá xa lạ với lại mọi người, nên là với lại một phần nữa là
nó cũng không nhiều nên là mọi người có thể xài chưa quen ban thời gian ban đầu, nhưng mà chỉ chừng khoảng tháng sau thì mình nghĩ là sẽ quen với lại cái những cái tiêu đề này, không có gì quá khó. Rồi ok, tiếp về cái phần thông tin cá nhân thì đây các anh chị sẽ nhập vào những cái thông tin như thế này. Có một cái đặc biệt đó là khi các anh chị để ý ở cái chỗ số điện thoại và email và Facebook á, thì nó là màu xanh, nó khác với lại những cái chỗ kia là màu đen. Thì ở số điện thoại các anh chị có thể tap vô, có thể bấm ngay vào thì nó sẽ kết nối với cái phone để gọi ngay lập tức đó. Bên Mỹ, Hoặc bây giờ phone là bên Mỹ hay là phone bất cứ quốc gia nào phải không anh? đúng rồi anh, bất cứ quốc gia, bởi vì là nguyên tắc của nó là nó gọi cái tính năng gọi điện thoại của phone mà mình đang sử dụng, nên là ở quốc gia nào thì nó sẽ theo cái chuẩn như vậy. Email và Facebook thì sao thế này anh ạ? Dạ, khi mà ví dụ như email thì khi mà bấm vào cái email nó sẽ tự động gọi cái phần mềm mà đang sử dụng email ở trên máy, trên điện thoại Và đó. Facebook. Rồi Facebook thì nó sẽ link ra cái tài khoản Facebook, nhưng mà cái chỗ Facebook này á thì có một cái điểm lưu ý. Mình sẽ làm một cái video riêng nói về cái Facebook này, bởi vì là cái chỗ này khi mà bấm vào á thì nó đòi hỏi các anh chị phải nhập vào cái URL, tức là cái đường link Facebook ở trên cái address address bar, address link á, chứ không phải là cái tên. Ở đây thì hiện tại tạm thời em đang nhập cái tên, nhưng mà khi mà bấm vào cái tên thì nó sẽ ra không đúng, bởi vì Facebook chưa có cơ chế là đặt link cho tên đó. Thì chắc là em sẽ làm một cái video riêng hướng dẫn với cái này, bởi nó hơi phức Khánh, tạp, hơi khó nhằn. brief chút xíu là lý do tại sao mình muốn có cái trang Facebook ha. Ba cái vừa rồi mình trình bày với các anh chị, số điện thoại, email và cái trang Facebook, thì hai cái đầu tiên là cái để liên lạc ngang, ví dụ như phone thì các anh chị không cần phải 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 thoát ra ngoài mình, mà mình có thể tap ngay vào đây mình gọi cho khách hàng. Cái thứ hai là email thì mình cũng có thể tap vào đây, mình bấm vào đây mà mình liên hệ trực tiếp. Còn cái Facebook á, thì nhu cầu hiện tại của các anh chị liên lạc với nhau, kết nối qua Facebook rất là nhiều, thì trên Facebook các anh chị có thể xem được rất là nhiều cái thông tin, ví dụ như là những cái bài mới nhất mà cái người khách hàng này đang post, vừa mới post lên Facebook, nó về vấn đề gì thì mình có thể catch, mình thấy được ngay được cái vấn đề họ đang quan tâm. Ví dụ như là vừa rồi chuyện bầu cử, họ có thể là có một cái ý kiến nào đó đặc biệt, thì mình có thể vào tương tác ngay với họ là đồng tình hay là sao đó, để tăng thêm cái mối quan hệ. Cái Facebook này nếu các anh chị biết tận dụng thì nó sẽ cực kỳ hiệu quả trong cái việc là mình tăng cái mức độ thân thiết với khách hàng. Bởi vì là các anh chị cũng biết là thường là khi mà có người ta có một cái bức xúc hay là có cái nhu cầu nào đó mà nó tới cái mức mà họ post lên Facebook ấy, thì mình ngay lập tức mình biết là mình nhảy vào mình tương tác với họ, thì rõ ràng cái mối quan hệ giữa hai người ấy, nó sẽ tốt hơn, nó sẽ cao hơn, và cái khả năng mà họ có thể mua thêm sản phẩm, tiếp tục sử dụng cái này cái kia thì nó sẽ rất là cao. Thì cái chỗ Facebook này các anh chị nên nghĩ ra nhiều cái ứng dụng. Ở đây mình chỉ cung cấp cái tiện ích là nhanh, ở cái app này cung cấp cái tiện ích nhanh, nhưng mà mình cũng gợi ý các anh chị là nên tận dụng thường xuyên cái link Facebook này. Khi mà xem thông tin khách hàng thì tiện tay bấm vào Facebook để xem họ đang nói cái gì và mình có thể tương tác với họ về vấn đề gì đó. Ok, đó là cái lợi ích của cái chuyện là mình có thể connect nhanh với Facebook của khách hàng. Tất nhiên là sẽ có những một số khách hàng không xài Facebook thì mình sẽ không bàn, nhưng mà mình nghĩ là hầu hết khách hàng của các anh chị đều có tài khoản Facebook. Cuối cùng là cái nốt thì các anh chị có thể ghi bất kỳ cái gì nó đáng lưu ý về cái người khách hàng này, như mình ghi ví dụ ở đây là quan tâm tới sản phẩm R2 và đang có con nhỏ dưới 1 tuổi, thì các anh chị ghi chú và các anh chị sẽ biết được là mình nên có những cái hành động, nên có những cái việc gì đó nó phù hợp. Ví Bố dụ mẹ có đấy con nhỏ dưới bố 1 tuổi thì có mẹ thể là, dạ đúng rồi, ghi cụ thể vào cái phần này để mình biết là mình chăm sóc như thế nào phù hợp, thỉnh thoảng mua quà hay là hỏi thăm như thế nào đó nó phù hợp để tăng cái mức độ thân thiết. ừ. Rồi, đó là cái phần thông tin về khách hàng. Tiếp theo cái phần trong cái phần khách hàng này
có cái phần rất là quan trọng, đó là purchase. Đó là cái lịch mua hàng. Lịch mua hàng này thì nó có hai cái ý nghĩa. Thứ nhất là những cái sản phẩm, những cái sản phẩm mà khách hàng đã mua trong quá khứ và những sản phẩm họ sẽ mua trong tương lai. Thì khi các anh chị nhập vào những cái sản phẩm mua trong quá khứ thì cái app này sẽ tổng kết lại, thống kê cho các anh chị cái doanh số của cái tháng đó. Ví dụ như tháng hiện tại đang là 12 tháng 11, thì các anh chị sẽ nhập cả những cái sản phẩm mà các khách hàng này mua từ ngày 1 tới ngày 11. Thì có trong cái app nó có một tính năng là report, thống kê, thì các anh chị sẽ nhìn overview được là trong cái tháng này mình đã có doanh số bao nhiêu đó. Cái phần thứ hai tức là những sản phẩm khách hàng sẽ mua trong tương lai, đây là cái phần mà rất cực kỳ quan trọng. Bởi vì cái ví dụ ở đây các anh chị có thể thấy là cái mình đã nhập demo cái là ngày 15 tháng 11 năm 2016, tức là trong tương lai cách đây 3 ngày, có mua một cái sản phẩm gì đó và giá là 300, số lượng là 1 và điểm là 100. Thì khi các anh chị nhập một cái sản phẩm trong tương lai thì đồng nghĩa với các anh chị có được hai cái thông số. Cái app này sẽ hỗ trợ cho các anh chị hai việc. Thứ nhất, cái app này sẽ tự động nhập mới một cái task. Các anh chị nhớ cái task không? Cái task tức là cái công việc mà mình sẽ follow up khách hàng. Thì cái task đó nó sẽ nói là khách hàng này sẽ mua sản phẩm XYZ gì đó vào ngày 15 tháng 11, và nó cũng tự động nó báo luôn vào cái ngày đó. Thì các anh chị sẽ không cần, ngày xưa nếu mà khi mà dùng sổ các anh chị sẽ rất là dễ bị quên cái chỗ này, rất là dễ bị quên là không follow up khi mà khách hàng người ta có một cái order ở trong tương lai, mình không follow up thì cái khả năng khách hàng nếu mà họ thấy các anh chị không follow up, có nghĩa là các anh chị không quan tâm tới họ, thì khả năng là họ sẽ cancel cái order đó, có khả năng cancel. Cái này cho anh thêm cái này. Anh nghĩ là cái chữ score đó mình đổi lại là cái point. Tại vì cái point đó thì mấy anh em biết. Cái point mà cho cái nhóm đó thì để cái chữ GSV đó thì mọi người đều biết. Ok, hay là để PSV luôn anh hả? GSV. Không, cái chỗ score em để là PSV luôn được không? Điểm cá nhân. PSV. Ok. Điểm cá nhân cái đó là cái point đó, cái point nó tính theo cái điểm Nó gọi là cái PV. PV. À, PV này. Rồi, ok. Vậy để em Ừ. sửa lại cái text này là PV. Ok, để mọi người dễ hiểu. Ừ. Rồi. Thì đó là cái phần đầu tiên, đó là khi mà các anh chị nhập một cái lịch mua hàng trong tương lai thì cái task sẽ tự động nó thêm vô một cái task mới, nhắc các anh chị là ngày hôm đó phải gọi contact với khách hàng, hỏi han, hỏi thăm xem là anh chị đã mua sản phẩm chưa hay còn hỗ trợ gì không, vân vân, để make sure là cái order nó phải hoàn thành, nó phải như kế hoạch, là nó phải diễn ra chứ không phải là khách hàng sẽ cancel. Rồi, đó là cái lợi thứ nhất. Thứ hai á, thì các anh chị nhập một cái lịch mua hàng trong tương lai thì trong cái phần report các anh chị sẽ có một cái phần là dự báo cái điểm trong tháng đó các anh chị sẽ đạt được. Thì ở đây các anh chị sẽ thấy cái demo của mình là ngày 15 tháng 11. Thì trong cái phần report lát nữa mình sẽ demo show cho các anh chị xem, thì cái số điểm trong tháng của mình sẽ nó có sẽ dự báo thêm là cộng thêm 100, ở đây là cái score là 100 đó, cái PV là 100 á, thì đồng nghĩa là cái điểm trong tháng này mình sẽ tăng lên là 100. Thì lúc đó các anh chị sẽ thấy được cái số điểm, cái kết quả hoạt động của mình trong tháng nó đạt được bao nhiêu phần trăm rồi. Ví dụ mình target là 5.000 một tháng. Như vậy thì ở thời điểm hiện tại ngày 12 tháng 11 mình đã làm được bao nhiêu, để mình biết là mình phải có thêm bao nhiêu khách hàng nữa, mình phải biết cái plan của mình đã đạt được tới mức nào và mình còn thiếu bao nhiêu để mình có những cái hoạt động, có những cái kế hoạch, có những cái số lượng khách hàng tiệm kết nối nó thêm vào. Thì đấy là hai cái phần rất là quan trọng trong cái việc mà của cái lịch mua hàng. Những cái phần kế tiếp trong cái phần trong cái thông tin quản lý khách hàng thì gồm có cái score. Cái score ở đây nó khác với score ở trên là mình nói, ý là mình mà nói cái PV thì mình sẽ sửa lại, còn cái score dưới là cái chỉ số đo. Như các anh chị thấy ở đây mình demo là cái S3, các anh chị để ý chữ device
là S3 và cái score là 54.000. Thì thông thường thì mình sẽ đo hai chỉ số, một là Omron, hai là S3. Ở gần đây thì mình thấy có đo cái máy soi da anh hả? Máy Cái soi máy da soi da gì đấy. đó mình cũng cần, chỉ cần cái Omron với lại cái biophotonic Dạ. scanner. Thì khi mà các anh chị sử dụng hai cái máy này để đo cho khách hàng thì mình sẽ nhập vào đây là cái ngày đó. Và thứ hai là cái tên tên của cái thiết bị đó. Ví dụ Omron thì các anh chị sẽ nhập chữ Omron vào thay vào chữ S3, và cái score là cái điểm. Thì S3 thì dễ rồi, nó chỉ có một số thôi. Nhưng mà nếu mà các anh chị sử dụng Omron thì nó sẽ có nhiều chỉ số. Thì lúc đó các anh chị có sẽ hai cái hướng. Một là các anh chị nhập hết thì nó hơi mất thời gian, nó chỉ là cái việc các anh chị gõ text vô thôi, gõ chữ vào thôi. Thứ hai là các anh chị sẽ chọn những cái chỉ số nào mà nó của khách hàng nhưng mà nó không bình thường thì mình ghi vào. Ví dụ như là BMI có thể là nó hơi quá, hoặc là mỡ trong máu vân vân, thì các anh chị chọn một số cái các anh chị ghi thay vào cái chỗ score. Thì nó sẽ là chỉ là những cái chữ text thôi. Và có một cái đặc biệt nữa là các anh chị thấy cái hình ở đây không? Ở đây mình sẽ cái app này sẽ hỗ trợ cho các anh chị làm cái chuyện là hình before after, và nó chính xác theo ngày, chính xác theo cái date ở trên. Tức là khi các anh chị đến gặp khách hàng, anh chị đo cho họ cái điểm S3 là 54.000 thì các anh chị kèm theo luôn cái hình của cái ngày hôm đó. Và 3 tháng sau, ví dụ hôm nay là ngày 12 tháng 11 thì ngày 12 tháng 1 2017 các anh chị gặp lại khách hàng, các anh chị đo lại S3 thì có thể lúc đó nó lên khoảng 70.000 chẳng hạn. Và một cái hình after, một cái hình khác, thì các anh chị sẽ nhìn ngay trên cái app này là hai cái hình và thấy ngay cái sự khác biệt. Thấy ngay cái sự khác biệt trong hiện, tức là cái hiệu quả sử dụng sản phẩm. Và khi mình gặp lại khách hàng, mình có thể show cho họ cái này xem để surprise họ ngay, để họ thấy là sau 3 tháng người đó đã có khác biệt như thế nào. Đó thì đó là cái phần mà score, tức là đo chỉ số, mình dịch tiếng Việt là cái phần mà đo chỉ số. Rồi ở dưới là một cái phần tương đối phụ nhưng mà cũng cũng khá quan trọng là cái special event. Thì ở đây là ngoài cái phần mà ngoài cái ngày sinh nhật các anh chị đã thấy ở trên, thì ở đây các anh chị có thể nhập thêm những cái dịp đặc biệt khác, ví dụ như ngày cưới, ngày sinh nhật con, ngày kỷ niệm gì đó của khách hàng, ví dụ ngày tốt nghiệp của con, hoặc là ngày họ mua căn nhà mới vân vân, ngày tân gia gì đó, thì các anh chị sẽ nhập ở đây. Và cái app này cũng sẽ tự động lấy cái ngày này để tạo ra một cái task nhắc nhở các anh chị vào ngày đó. Ví dụ như ngày cưới là tháng ngày 1 tháng 11 năm 2016, thì ngày 1 tháng 1 2017 nó sẽ tạo ra một cái task và nhắc các anh chị gọi thông báo, gọi chúc mừng hay là gì, làm gì đó với khách hàng, có thể tặng quà vân vân đó. Thì cái phần đó nó tự động hoàn toàn, các anh chị sẽ không cần phải mất công lật lại để nhớ nữa. Ok, cuối cùng là cái referral, tức là những người mà khách hàng này giới thiệu với các anh chị. Nó có thể là đồng nghiệp, bạn bè, người thân vân vân. Thì cái thông tin nó khá là đơn giản, nó chỉ gồm 3 phần là họ tên của cái người đó, số điện thoại và email. Thì các anh chị cũng để ý là cái số phone nó cũng màu xanh và email cũng màu xanh, tức là các anh chị bấm vào và có thể call cho người đó ngay. Thì ngay ngay chỗ này nó cũng có rất là cái lợi thế là các anh chị biết ngay được là cái người này được cái khách hàng này giới thiệu. Khi mà mình call nó, mình sẽ nói là hello gì đó, xong là em được anh A, anh B, anh C hoặc là chị gì đó giới thiệu đó, thì mình sẽ biết ngay được là cái mối quan hệ, mình biết được là cái người mình có thể giới thiệu bắt cầu qua lại, thì nó sẽ dễ trong cái việc là mình mở rộng khách hàng mới. Rồi đó là cái phần quan trọng nhất trong cái app này, đó là cái phần mà quản lý thông tin khách hàng. Mình sẽ nói nhanh trong cái phần report như hồi nãy mình có giới thiệu cho anh chị. Ở đây thì report nó chỉ gồm 3 con số thôi. Rồi, chị thấy chưa? Nó chỉ gồm 3 con số là revenue, tức là doanh số, predict revenue, tức là cái dự báo doanh số. Như hồi nãy các anh chị thấy là mình có một cái mua hàng lò ngày 15, thì cái predict nó sẽ ra là cái con số trong tương lai. Và cái score này cũng là dự báo của cái tháng này các anh chị sẽ đạt được bao nhiêu đó. Thì hôm nay đang là ngày 12 thì các anh chị nhìn vào sẽ biết được là
Dạ đúng rồi, cái score này em sẽ đổi lại cả thành cái PSV anh, cái chữ PSV. Và có một cái này nữa mà mình cũng nhắc bên kỹ thuật rồi nhưng mà họ quên chưa đổi, là cái app này sẽ đổi tất cả các sẽ quy tất cả về USD chứ không phải BND đâu. USD hả các anh chị ha, anh chị thấy cái ngoại tệ, cái đơn vị tiền tệ đó, mình sẽ sử dụng chung là USD. Thì các anh chị sẽ ở từng thị trường, ví dụ ở Việt Nam hoặc là ở châu Âu, thì các anh chị sẽ điều chỉnh lại, mình không cần phải chính xác nhưng mà mình ước lượng là cái sản phẩm đó với USD thì bao nhiêu, để cái app này khi mà đưa ra cái report nó tương đối nó chính xác. Rồi phần cuối cùng đây là cái phần khi mà các anh chị nói chuyện với khách hàng sẽ rất là hữu ích này, FAQ, những câu hỏi thường gặp. Ok. Khi mà anh chị nói chuyện với khách hàng thì chắc chắn trong cái cuộc nói chuyện đó khách hàng cũng sẽ hỏi một cái gì đó liên quan tới sản phẩm, liên quan tới cơ hội, liên quan tới công ty, chính sách vân vân, hoa hồng các thứ. Thì vấn đề là lúc đó mình có thể các anh chị nếu mà có nhiều kiến thức, có nhiều kinh nghiệm, những cái leader, những anh chị lấy leader lâu năm thì vẫn kiến thức đó không 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 quá khó. Nhưng mà nếu mà với những người mới vào hoặc là những người còn chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa hoạt động nhiều, thì kiến thức đó rõ ràng là không phải lúc nào họ cũng biết. Như vậy thì cái FAQ này sẽ hữu dụng, rất là hữu ích trong những cái lúc mà nói chuyện với khách hàng như vậy. Thì khi khách hàng có một cái thắc mắc thì các chị sẽ nhấn vào ngay cái FAQ ở trên app này và nhập cái keyword mà khách hàng vừa mới hỏi. Ví dụ mình khách hàng sẽ hỏi về chuyện mất ngủ đi chẳng hạn, mình sẽ gõ ngay vào cái app này chữ mất ngủ. Rồi ok, thì ở đây có một cái câu hỏi về mất ngủ thì các anh chị sẽ bấm vào, ví dụ 30 38 tới 40 tuổi mất ngủ dùng sản phẩm gì. Rồi các anh chị bấm vào thì ở đây là cái câu câu hỏi này đã được trả lời bằng một cái video ở trên YouTube. Thì cái app này á, nó hoàn toàn có khả năng play cái video trên YouTube được cho các chị, nhưng mà nó sẽ rất là chậm, nên là mình chọn cái giải pháp nó dễ hơn, bởi vì cái mục tiêu của mình trong cái chỗ này chỉ là gửi cho khách hàng cái câu trả lời mà họ mong muốn đó, nên là cái cách này nó sẽ nhanh hơn, mình không cần thiết là phải play cái video này cho khách hàng ngay ở chỗ đó. Thì các anh chị sẽ thấy một cái link ở dưới một cái nút đó. Các anh chị bấm vào copy this link. Rồi. Thì cái link rồi các anh chị thấy sẽ set ha, copy đã. Thì cái link này sẽ copy vào trong cái bộ nhớ của phone và các anh chị sẽ có thể tùy ý sử dụng cái link này. Tùy ý ở đây ý mình là các anh chị có thể gửi qua SMS, gửi qua Facebook Messenger, gửi qua FaceTime, gửi qua email, gửi qua gửi file Word hay là gửi trong file gì đó, vân vân. Thì mình có thể tùy ý sử dụng cái link này. Ví dụ mọi người xài nhiều nhất là cái Facebook Messenger, ví dụ như vậy. Mình sẽ load lên là ok, mình có thể pass cho anh Dean. Rồi, như vậy các anh chị sẽ có cái link ở đây và mình send thôi. Mình nhấn send đó. Thì nó sẽ rất là nhanh và khi mà khách hàng mà nhận được thì nó sẽ ra là cái video 30 tuổi hay mất ngủ thì làm gì. Thì video này sẽ mình nhóm làm thì hình như chị Hà trả lời đó. Họ sẽ nhận được một cái video trả lời do một người chuyên gia, do một người chuyên gia trả lời chứ không phải là một câu trả lời mà các anh chị thì mình trả lời nó sẽ rất là rủi ro trong cái chuyện là họ sẽ không tin và cái uy tín của mình nó sẽ giảm. Ok, đó là cái phần FAQ. Thì cái chỗ FAQ này, cái thư viện hiện tại nó cũng chỉ khoảng gần 100 câu và nó cũng chưa đầy đủ. Nên là khi mà các anh chị nhập vào một cái vấn đề mà nó không có, ví dụ như là mình nhập vào chữ sinh con thì ý mình là ví dụ khách hàng hỏi một cái sản phẩm nào mà dành cho phụ nữ vừa mới sinh con xong, thì hiện tại trong cái dữ liệu của cái app chưa có câu hỏi nào nó phù hợp, nó có liên quan. Như vậy thì các anh chị thấy một cái dòng thông báo ở đây ha, đại để là khi mà các anh chị tìm thấy câu hỏi mà không có trong này, các anh chị liên hệ với gửi cái email thông báo là tôi không tìm thấy câu hỏi này.
trong cái Nuviet CRM, các anh chị gửi về nuvietgroup@gmail.com. Mọi người đều thấy phải không ạ? Thì ngay lập tức thì admin mình đó, chứ không phải mình, sẽ update cái mình gửi cái câu này cho các anh chị leader, và các anh chị sẽ chọn xem người nào phù hợp để trả lời. Rồi sau đó mình sẽ update lên cái thư viện FAQ này của cái app CRM, thì các anh chị sẽ có thêm một câu hỏi mới. Thì chúng ta nên cố gắng là sử dụng cái này càng nhiều càng tốt, bởi vì cái database FAQ này nó sẽ cực kỳ hữu ích, bởi vì cái phần mà thắc mắc của mọi người á, thì không biết bao nhiêu mà kể. Và khi mà mình có được cái này, rất mình có được cái thư viện này phong phú, thì tự nhiên là cái người khách hàng khi mà họ hỏi và họ nhận được cái câu trả lời ngay lập tức như thế này, cái bản thân họ họ cũng thấy cái công việc này nó quá dễ, cái chuyện này nó sao nó mà dễ vậy, chỉ cần hỏi và gõ vào đây có mấy keyword thôi mà đã có cái câu trả lời ngay lập tức. Thì bản thân cái chuyện các anh chị làm á, nó cũng là cái cách mình demo cái việc mình làm. Thì đó là cái ý nghĩa sâu của cái việc là mình phải, các anh chị nên 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 cố gắng là đóng góp cho cái câu hỏi trong cái thư viện FAQ này càng nhiều càng tốt. Rồi, thì cái FAQ đó là cái FAQ cũng là cái phần mà cuối cùng của cái app. Về chi tiết như mình nói là mình sẽ gửi cho các anh chị một cái link các video YouTube để các anh chị có thể xem kỹ hơn, cụ thể hơn cái từng cái phần là tạo nó như thế nào, setup làm sao, vân vân, delete thế nào, vân vân, các thứ. Thì ở đây cái phần mình chỉ giới thiệu về chung cái những cái ý nghĩa công dụng của từng cái tính năng trong cái CRM thôi. Ok anh đi. Ok, cảm ơn Khánh. Mình có mấy câu hỏi này. Password lấy từ đâu để log in? Mọi người check mail. Check email mấy anh chị. Khi mấy anh chị điền cái thông tin trong cái form online đó, thì mấy anh chị sẽ nhận liền cái email. Check có thể nó chạy vô spam folder hay là cái gì đó. Mấy anh chị tìm ở những cái folder đó. Nếu được mấy anh chị bỏ cái tên người gửi đó vào trong cái mailing, cái list bạn của mình, để khi tới đó, nó không có chạy vô cái spam folder mình. Cái chính ở đây đó, cái này nó cũng đơn giản mà gì. Cái chính là gì mà gì? Cái chính của cái mục đích chính mà chị đừng có quên, cái mục đích chính ở đây đó là mình, để mình chăm sóc khách hàng của mình. Mình nắm tất cả các dữ liệu mà gì. Để chăm sóc tận tâm. Tại vì khi mà mấy anh chị chăm sóc thì người ta sẽ dùng thêm, người ta sẽ giới thiệu cho người khác. Anh có một mình rất cần mấy anh chị nha, mình rất cần mấy anh chị đóng góp thêm một vài cái ý gì đó mấy anh chị cần đấy, để mà có thể là mình làm cho cái công cụ này nó hữu hiệu hơn trong cái việc mà nó giúp cho mấy anh chị mình quản lý. Dùng cái chữ quản lý thì nó hơi ghê gớm, nhưng mà thật ra là mình muốn giúp mấy anh chị quản lý cái số lượng khách hàng của mình, cái số lượng mà cái điểm của mình thường xuyên, để mình biết khách hàng là cái vốn rất quý của mình đấy vậy nha. Người ta nói trong kinh doanh nên cái vốn của mình là cái số lượng khách hàng đấy. Mấy chị có thể tưởng tượng là trong kinh doanh của Nuxin, người ta cho phép mình có thể bán lại cái kinh doanh này, và mình đã biết là có người bán vài trăm ngàn đô đó mấy chị. Cái vài trăm ngàn đô la nó ở đâu ra mấy chị? Nó là từ cái danh sách khách hàng này mấy chị. Khi mà cái giá trị của kinh doanh của mình nó nằm ở cái số lượng khách hàng mà mình quản lý được mấy chị. Thành ra cái điều đó là cái điều mà mình muốn mấy chị nhìn vào cái công cụ này. Anh chị nào có câu hỏi mấy chị viết mấy chữ phía dưới nha. Tên người gửi, không biết là tên người gửi là gì đây. Tên người gửi tên người là Nuviet Academy. Nuviet Academy. Nuviet Academy. Dạ đúng rồi. Có gửi tin nhắn tự động không chú? Là sao không hả? Có anh, không có gửi tin nhắn tự động. Cái hình thức đó là bị coi là spam rồi, mình sẽ không có được phép làm cái đó. Không được phép làm cái đó. Password mình có đổi, tự đổi được không? Dạ đổi được anh. Trong video password em post lên có. Mình có thể backup dữ liệu từ app không? Có thể, nhưng mà các anh chị liên hệ với mình
bởi vì là backup từ admin. Thì nếu các anh chị có nhu cầu thì mình sẽ backup, mình gửi lại cho các anh chị bằng file Excel. Ok. Form đó lấy từ đâu để điền vào vậy chú? Ok, cái này là cái email Thuận đọc ở trên trong trang Facebook mà chú gửi ra mấy ngày trước này. Ok. Anh đi vẫn thấy màn hình của Email em nhé. à, thấy. Rồi mọi người thể vào cái YouTube của kinh doanh Nu Skin. Các anh chị thấy chưa? Vào channel YouTube. Các anh chị gõ youtube.com và search cái là kinh doanh Nu Skin. Ok, kinh doanh new skin. Ok, có một vài câu hỏi nữa này. Không tìm thấy câu trả lời thì vào link nào? Ok, hồi nãy có trên cái video đó, anh chị. Khi mà đánh vào cái FAQ đúng không? Khoảng cách. Đúng rồi. Thì Nếu các anh chị khi gõ vào cái FAQ mà nó không ra câu hỏi đó thì ngay lập tức các anh chị thấy một cái thông báo là gửi email về nuvietgroup@gmail.com. Ok, có trang chung Facebook nào để giải đáp thắc mắc? Dạ có, cái trang Chắc là giải đáp còn gửi lên trên Nu Việt đi. trong cái không biết là giải đáp thắc mắc hay là giải đáp thắc mắc về cái này hay là cái FAQ, không biết là chị Nga không rõ cái câu hỏi của chị, có trang chung Facebook nào để giải đáp thắc mắc cho cái CRM này hay là Đúng rồi. ok, có phải là trang này New Em Việt không Group gửi không phải nhé, email.vn không không phải. cái này Trang đó nghe không không liên phải cái quan. không phải cái trang đó nha, Chị lăng hoa gì Trang đó, Nguyễn. vào vào cái trang là kinh doanh New Skin mình nên có thêm Nếu tính năng mà chia hàng hoặc gần cần gắn tag chia khách nhóm hàng để gắn tác quản lý. mình chia nhóm ra Chia để làm nhóm gì thì hả trong trường hợp là quá nhiều mình trong trong khi mà từ đầu lên cái ý tưởng làm cái CRM này thì mình giả định là một một anh chị thường sẽ không quá khoảng 200 khách hàng đúng quá nào. khoảng đó, bởi vì nếu quá thì mình nghĩ là chăm sóc sẽ hơi cá nhân chăm sóc sẽ hơi quá sức này, Là nên là hai với khoảng nhiêu đó khách trăm sạn thì dạ 200 nghe cũng hơi quá này, chắc trăm nên là cái việc mà chia nhóm á, thì các anh chị có thể gọi là mình án án mình ước lượng mình chia, và với cái số lượng ít như vậy thì các anh chị cũng có thể tự biết được là khách đó thuộc cái nhóm nào. Còn ok nếu một mà số trong tương lai nhu cầu có thì mình sẽ update lên version. ok không không tìm thấy email nè, cannot find password request, chưa nhận được email thì Nếu mà các anh chị vừa mới đăng ký, tức là lúc nói chung là đăng ký sau 9 giờ giờ Việt Nam thì các anh chị sẽ chưa nhận được account. ok, nếu mà anh chị vừa mới gửi thì không nhận được liền ha. Ok, để chờ một chút xíu. Quốc Cường có nói gì đây? Chào chú Điên, cháu thấy phần Livestream không liên quan. Facebook rất lợi hại, thu hút được nhiều nữa là nhờ chú Điên rồi. Cài và thao tác livestream trên Facebook. Còn cái Facebook đó thì nó cho mọi người, Cường cái này mình thâu lại video mà gửi lại cho anh em qua đi qua lại được. Hay không? Ok, rồi. Chị Làm Trang ở sao đây làm anh sao đăng ký thì chắc là anh lên em nghĩ là anh nên gửi ra lại cái link cái form, hình như là có vài người chưa thấy cái form. Ok, cái app này có dùng trên máy tính được không? App này không dùng trên máy chính được, Này dùng cho smartphone thôi. Anh smartphone và tablet. ừ. Ý Cường chắc hỏi về cái phần mềm OBS Studio không Cường? Cái đó thì một đó là Cường lên YouTube Cường gõ cái OBS OBSC S Việt Nam OBS Cường gõ thêm cái chữ hướng dẫn thì có rất là nhiều cái hướng dẫn, còn không thì ở trong cái group Digital Network Marketing của mình cũng có file hướng dẫn, anh Cường chịu khó lục lại.
Khoảng bao lâu Tiếc thì mình quá có nha chị. password? À, nếu bây giờ chị tin hả? Này, không chắc không phải chị tin nhóm. À, nếu bây giờ các anh chị đăng ký thì khoảng 2 tiếng sau hệ thống sẽ auto gửi cho các anh chị. Thường là em làm từ đêm qua giờ mà vẫn chưa cài xong, nghĩa là cái gì ha? Ok, phải chủ đi live được nên phải chủ đi. Ok, không biết cái gì đây. Ok mấy chị, mình đây chỉ là cái bước bắt đầu thôi. Cái app này sẽ được update những phiên bản mới liên tục. Nhưng mà mấy chị này, mấy chị đừng để ý quá, mấy chị đừng để, mấy chị nên để ý về cái ứng dụng của cái app này như thế nào mấy chị ha. Cái đó là cái quan trọng mấy chị. Nếu mà anh chị, cái vấn đề là mình phải xài mấy chị, mình e rằng một số mấy anh chị thấy cái app hồi chưa có đó, thì nôn nóng là có xong rồi, ủa nó đâu có gì đâu hè. Tại đây cái vấn đề là không phải là cái app mấy anh chị, mấy anh chị ứng dụng cái app đó vào cái việc kinh doanh của mình như thế nào để chăm sóc khách hàng để có 3.000 đại điểm đều đặn đó. Cái đó là cái mà anh chị nên tập trung mấy anh chị nha. Cái ứng dụng của nó mấy anh chị sẽ làm gì với nó mấy anh chị, chứ nó không phải là nó là cái gì mấy anh chị ha. Nhưng mình phải làm gì với nó. Nên mình đề nghị ngày hôm nay cuối tuần mấy anh chị dùng cái app đó vào trong cái back office của Nu Skin, mấy anh chị đánh hết tên của khách hàng vào trong đó. Và mấy anh chị từng phải có một cái sự cam kết là trong tuần tới đó, mấy anh chị gọi cho từng người hỏi thăm mấy anh chị, và mấy anh chị ứng dụng liền cái việc mà chăm sóc tận tâm một số khách hàng, để mấy anh chị có được cái sự yên tâm là tháng nào mình cũng ít nhất là 3.000 điểm. Mình nói ít nhất mấy anh chị nha, có thể 5.000, có thể 7.000, có thể 8.000, nhưng mà mọi chuyện nó bắt đầu từ đó mấy anh chị. Cái căn bản nhất, cái mà nó giúp cho một số mấy anh chị có thể giữ vững được cái điểm và đồng thời có thể trụ lại trong cái kinh doanh này lâu, đó là mình không cần phải lo, là tại vì khách hàng của mình được chăm sóc tận tâm, người ta sẽ giới thiệu thêm mấy chị ha, chắc chắn nhiều người sẽ giới thiệu thêm. À, gì đây em rất thích, đầy đủ vô bấm là có hết rồi. Ok, có Linh Châu này rất thích, là Linh Châu hồi nãy giờ thử rồi đang dùng cái này và Linh Châu rất thích. À, mình có link với những công việc cần làm với một cách làm việc được không ạ? À? Để tiện quản lý công việc theo tuần, theo tháng. Ok. Chưa hỏi lắm, hiểu lắm câu hỏi. À, okay, hiểu lắm. Một số mình chỉ có thể email về cái Nu Việt Academy. Nu Việt Academy. Hay là cái Nu Việt Group gì đó cho nó dễ nhớ. Cho nhiều chữ, nhiều chị anh em đánh vần cái chữ Academy nó bị tật cái này. Dạ, chỉ có chữ Nu Việt Group thôi anh. Cái Nu Việt À, Academy là cái name, sender name, cái tên, chứ còn cái email là vẫn là Nu Việt Group @gmail.com. ok. Rồi cái ngày mai sẽ nhìn lịch làm việc, lịch làm việc. Ok. Lịch làm việc. Chị Xuân Dung, không phải là Linh Châu. Rồi ok, lịch làm việc. Tức là Cái ý chị đó là link với những cái lịch làm việc theo tuần theo tháng. task phải không nhỉ? À, không gì, nếu mà làm hẳn một cái lịch làm việc thì nó quá lớn và nó quá phức tạp, bởi vì lúc đó mình sẽ phải, nói chung là nó sẽ có những cái việc khác không liên quan tới cái việc kinh doanh Nu Skin, thì mình không phân tích được hết là cái nhu cầu của các anh chị cụ thể nó là cái gì, nên là mình sẽ chỉ chọn cái app này á, nó sẽ chỉ giải quyết cho anh chị là mình, theo mình nghĩ đó là cái việc mà mấu chốt, việc việc then chốt trong cái business đó, là cái chăm sóc khách hàng. Như anh chị anh đi nói thì đó là cái nền tảng, cái basic. Còn những cái khác ví dụ như là phải đi dự event, phải tham dự các hoạt động training đội nhóm vân vân, thì đó đó nếu mà đưa tất cả cái đó vào một cái app thì mình nghĩ là sẽ không thể nào mà nó sẽ rất là lớn, mất nhiều thời gian để build cái app đó. Và thứ hai, với những cái nhu cầu như vậy các anh chị có thể tìm một số app khác hỗ trợ tốt hơn rất là nhiều. Thì đó đó nên là mình sẽ quyết định, nhóm mình quyết định là không có đưa những cái tính năng như vậy vào trong cái app này.
Ok, đi Ok nữa. mình. Ok, bye. Ừ, em thấy cái app này rất là tuyệt vời anh. Nó rất là chi tiết cũng như là nó giúp cho mình, nó sẽ giúp cho mình chăm sóc những người khách hàng rất là kỹ. Tại vì ngay cả trong văn phòng của tụi em á, văn phòng luật của trên đó anh, tụi em cũng mới vừa mua một cái app, không phải một cái app mà một cái chương trình CRM để mà chăm sóc khách hàng của trong văn phòng. Hiện giờ trong văn phòng có trên 3.000 người khách, nhưng mà trước đây đó thì chỉ xài, một là bằng bằng giấy bút, hai là bằng cái Excel, cái Microsoft Excel thôi. Và mới vừa mua một cái chương trình để mà sử dụng trong văn phòng đó là mấy ngàn đồng, và mỗi tháng còn phải trả thêm mấy 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 trăm đồng nữa. Cho nên khi mà anh tạo ra một cái app này cho tất cả mọi người thì anh thấy cái đây là một cái phương tiện rất là tốt. Nếu mà anh chị mà đang lắng nghe mà thấy được cái app như vậy, các anh chị phải biết tận dụng. Tại vì khi mà một cái kinh doanh truyền thống giống như một cái văn phòng nhỏ của Jane và Phil thôi, nhưng mà cũng phải có những cái chương trình để mà mình chăm sóc khách hàng như vậy. Trong khi nếu mà anh chị mà có những cái phương tiện như vậy để mà chăm sóc vài trăm người khách hàng thì đây là một cái phương tiện rất là tốt, anh chị phải phải ứng dụng ngay. Ok, cái này đó chi phí hàng tháng mình cũng phải có mấy anh chị ha. Thành ra mấy cái này là cái mấy anh chị dùng cái này miễn phí. Nhưng mà mình cũng mong là một số mấy anh chị đóng góp thêm ý kiến. Anh Khánh và mình có một cái team nằm ở 203 năm kỳ khởi nghĩa trên lầu 5 mấy anh chị. Mình có một cái team ở đó 4 người đó để mà hỗ trợ cho mấy anh chị trong cái team lưu việc mình trong suốt mấy năm qua. Và mình còn nhiều cái project này chị đang going on, mấy anh chị thấy video, mấy anh chị thấy mấy cái poster trên trang Facebook, hình ảnh video, đó là cái công sức của cái team của anh Khánh, cái Nu Việt Academy, cái nhiệm vụ đó là hỗ trợ cho cái team Nu Việt. Thành ra trong tương lai mấy anh chị chắc chắn là mình còn rất nhiều việc khác. Thành ra mình cũng mong là một số mấy anh chị hỗ trợ bằng cách là mấy anh chị có đóng góp thêm ý kiến, feedback hay gì đó, mấy anh chị cứ gửi cho anh Khánh là nếu được mình chỉ có thể ghé ngang qua 203 năm kỳ khởi nghĩa lầu 5 đó, mình chỉ có thể gặp cái team mình ở trên. Ok rồi, ok để mình coi có thể. Ok mấy chị, mình bây giờ đó thì mình xin phép ngưng cái chương trình ở đây. Tuy nhiên đây hôm nay nó chỉ là cái buổi bắt đầu thôi. Bắt đầu mấy chị ha, của cái việc mà mình chăm sóc tận tâm một số gia đình. Cái CRM nó chỉ là cái công cụ mấy anh chị, nó chỉ là cái tool, nó chỉ là một cái công cụ để nó giúp cho mấy anh chị manage, mình quản lý và mình nhắc nhở mình để mà mình có thể mình chăm sóc một cách tận tâm thôi. Nhưng mà cái chính mà vậy này, mấy anh chị phải có một cái tư duy đó là khách hàng là người cần được bảo vệ mấy anh chị. Mình đang làm một cái việc cao cả đấy, mà mình rất tự hào về cái việc của mình làm là mình chăm sóc một số gia đình, chăm sóc để người ta được sống trẻ, sống vui, sống khỏe, sống sung túc mấy anh chị ha. Và mình nghĩ không có một cái ngành nghề nào nó cao quý này, dĩ nhiên là không không có cái ngành nghề nào nó hèn hạ, nhưng mà mình cảm thấy là cái việc của mình làm nó cao quý ở cái chỗ đó là mình giúp cho nhiều gia đình mới vậy có được một cái đời sống sung túc, sống vui, sống trẻ, sống khỏe. Thành ra mình rất hãnh diện trong cái việc mà mình chăm sóc tận tâm mới vậy. Chứ mình không qua loa, mình không nói vì mình muốn bán cái gò Vanix Spa, mình muốn bán cái này, mình muốn bán cái kia rồi mình biến mất trong vài năm anh chị, mình hoàn toàn không muốn làm chuyện đó anh chị. Thà là chăm sóc một số ít gia đình và chăm sóc tới nơi tới chốn để người ta có kết quả và người ta sẽ giới thiệu khách hàng mới và người ta sẽ giới thiệu một vài nhà phân phối mới. Cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên nó phải tới anh chị, nó tới từ cái vấn đề là mình phải chăm sóc tận tâm một số gia đình. Và cái công cụ mà anh chị vừa mới nghe nó là một cái tool, nó là một cái công cụ mà anh chị, nó hỗ trợ, nó giúp cho mấy anh chị làm được cái việc nó tốt hơn. Và đương nhiên thì mình sẽ cố gắng để cái công cụ nó giúp cho một số mấy anh chị nó nhẹ nhàng hơn và nó đạt được cái hiệu quả cao hơn. Ok, cảm ơn Khánh rất nhiều. Và một số mấy anh chị tiếp tục có thể là đăng ký trở lại, hay là mấy anh chị sẽ theo dõi và đồng thời mấy anh chị vào cái youtube.com gạch Xem chéo kinh doanh skin nào. skin để mấy anh chị có thể xem những cái video hướng dẫn mình chị. Ok Em vừa rồi, mới cảm gửi ơn trong group Nu Việt. ok rồi Ok. Rồi, xin chào mọi người. rồi xin chào tất cả mấy anh chị nha. Ok, Phil cứ gửi đi rồi Phil sẽ nhận được ngay.
Ok mấy anh chị, xin cảm ơn tất cả mấy anh chị và xin hẹn gặp lại mấy anh chị vào tuần tới.